có nên dùng sờ mắt ổ điện siêu chịu tải? Phải thử mới được. Nhìn này, Pit ơi, mở hộp Pit ơi. Nghe đồn quả sờ mắt ổ này siêu chịu tải. Để xem nào. Ây, nhìn đẹp ghê đấy nhở. Nghe nói mặt nhám chống xước. Chống này. Vâng, đúng là chống xước thật các bạn ạ. Bảo hành 12 tháng, độ hoàn thiện rất tốt, có vẻ là sẽ bền đấy. Rất chắc chắn đúng là hàng xịn có khác. Tích hợp ổ điện 3 chấu linh hoạt, cắm được nhiều loại. Dây dài 2m, lõi 0.75mm, chịu tải 3000W. Có một nhà khoa học nào đó nói rằng nó có thể cân được 3 nồi lẩu. Và trên thực tế mình test thử thì đó là 3 nồi lẩu cỡ vừa. Nhà khoa học ấy còn nói rằng ổ này tích hợp 4 cổng sạc nhanh, trong đó có một cổng C20W và 3 cổng USB 18W. Cắm thử và test luôn để xem nào. Ai chà, có hỗ trợ sạc nhanh nha. Được, chứng tỏ là nhà khoa học không nói điều. Ổ điện 4 cổng sạc nhanh nhưng giá lại chỉ rẻ bằng một cục sạc nhanh bình thường. Được của khoa học đấy nhở. Nhưng không có màu hồng, chưa một điểm. Cái gì vậy? Tổng kết lại 6 ngược. Ok các bạn ơi. Có nên thử bộ đồ chơi xôm siêu hot ngày Tết? Có vẻ hay đấy. Phải thử mới được như này. Pit ơi, ra mở đồ chơi đi Pit ơi. Tiện đặt thêm một chút đồ ăn. Nhưng mà phải giấu đi, không thằng Pit nó nhìn thấy. Có đồ ăn giấu mình à? Cho xin miếng đi. Ui giời, thính thế nhở. À ok, tí cho Pit ăn cùng nha. Và đây là bộ đồ chơi, rất là nhiều thứ luôn. Đây, bộ thẻ xôm siêu hot đây rồi. Có 51 thẻ bí mật với thông điệp khác nhau. Và để chơi bộ này cần phải có nước ngọt. Ấy nhầm, không phải chai này. Đây nước cam đây. Các trợ lý vào hết đi, trò này chơi càng đông càng vui. Trợ lý xong bốc thẻ đầu tiên, ai còn độc thân thì uống một ly. Ở đây có mỗi củ là có người yêu. Leo, mấy người không có người yêu. Cay thế nhở? Thôi được rồi, uống thì uống. Lần này mình sẽ bốc. Cái gì đây? Được phép ra một luật cho cuộc chơi. Ấy, cơ hội đây rồi. Ra luật, ai có người yêu phải uống một chén. Được lắm. Lần này để em bốc. Cái gì đây? Điện thoại của ai kêu phải uống một ly. Ấy, mình sẽ nháy máy của thằng Pit. Ấy cái gì vậy trời? Uống đi. Bốc thêm một cái nữa xem nào. Để người khác chụp ảnh chân dung. Ui giời, đơn giản tạo dáng cho mà chụp đây này. Chụp kiểu gì xấu thế. Rùa sẽ bốc thẻ tiếp theo. Tất cả đồng khởi chụp hình kỷ niệm. Được, được, vào luôn tất cả vào này. 2, 3. Ok, sẽ vui luôn các bạn ơi. Dầu gội khô làm mượt tóc siêu tốc. Phải thử mới được. Như này, quả là mượt siêu tốc ảo thế nhở. Không biết là có thật không đây. Thấy nó có khá là nhiều mùi hương. Mình đặt một chai hương cherry và một cái chai mùi hương nguyên bản của nó. Lắc đều trước khi dùng, xịt thử ra nghe mùi thơm phết các bạn ạ. Rồi, giờ thì mình sẽ test luôn ở trên tóc nha. Mình phải năn nỉ em gái mình đừng gội đầu. Để mấy hôm liền cho tóc bết còn quay video. Giờ mình sẽ bắt đầu xịt phần tóc ở bên trái trước. Lúc xịt nó sẽ có một cái lớp trắng trắng như thế này này. Xịt xong là sẽ phải lấy lược hoặc là lấy tay để chải xoa đều nó ra. Tuy nhiên là cái lớp màu trắng này có thể bám vào quần áo. Phải phủ nó đi, chưa một điểm. Và đây là kết quả phần tóc sau khi đã dùng dầu gội khô, có vẻ mượt hơn đấy nhở. Rồi, giờ thì quay sang bên phải nào. Phần tóc bên này chưa xịt gì cả. Có một sự khác biệt đó nha. Đúng là xịt cái kia tóc có đỡ bết hơn hẳn đấy. Hay ra phết đấy nhở. Tóc đang bết mà chỉ cần xịt chải tay mấy cái là tóc nó lại mượt ngay. Ai phát minh ra cái này thì chắc là chủ tịch của hội lười gội đầu. Tuy nhiên là sau khoảng 4 tiếng, tóc bắt đầu có dấu hiệu bết trở lại. Chưa một điểm. Nói chung là con này dùng để cứu cháy khẩn cấp. Vội quá không kịp gội đầu thì dùng con này được nha. Tổng kết lại 8. Ok các bạn ơi. Có nên dùng cốc nước tự động phát sáng đổi màu? Phải thử mới được. Nhìn này, cái này có vẻ hay nha. Thấy bảo cốc này đổ nước vào là sẽ phát sáng. Nhìn chả khác gì cái cốc bình thường cả. Cầm khá là nhẹ, nhìn nó giống hệt cái cốc thủy tinh nhưng lại làm bằng nhựa. Để đổ nước thử vào xem nào. Ồ, nó phát sáng thật đấy. Hay thế nhở. Mình cũng thử tác động cho một vài cái đồ vật khác vào trong cốc nhưng mà nó không hề phát sáng. Nó chỉ phát sáng khi đổ chất lỏng mà thôi. Và đặc biệt nữa, nó còn có thể phát sáng nháy theo nhạc. Quả này mà bật nhạc lên chiêu là nhức nách. Cầm cốc trên tay là nhạc bay tới bến luôn. À đúng rồi, tiện có cái cốc xịn sò này mình sẽ thử luôn quả nước ngọt mới. Nước vị xoài xanh muối ớt. Các bạn không nghe nhầm đâu. Nước ngọt vị xoài xanh muối ớt thật đấy. Để rót thử ra cho các bạn xem nào. Úi giời, úi giời, úi giời, các bạn nhìn kìa, quả cốc nó đổi màu kìa. Nhìn nó đổi màu phải nói là ảo thật sự luôn ấy. Đổ nước có màu vào nhìn nó lại càng đẹp hơn. Tình hình là phải đi tắt bếp thôi chứ cái cốc này khét quá. Rồi, để uống thử vị xoài xanh muối ớt nào. Cũng không đến nỗi tệ đâu. Vị nó giống như là nước chanh muối nhưng mà là muối xoài. Chua chua không hề có ga, lạ miệng nhưng mà cũng hay ra phết. Tết này có quả cốc này uống nước là hơi bị hợp lý đấy. Thôi được rồi, cuối năm Tết đến, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Có nên dùng tất độn giúp tăng chiều cao? Phải thử mới được như này. Pit ơi, ra mở hộp đi Pit ơi. Chân mình cũng hơi ngắn nên là cũng muốn thử xem quả độn này nó thế nào. Ui chà, trắng thế nhở. Có một sự mềm không hề nhẹ như kiểu cao su non ấy. Sờ nó mềm cực các bạn ạ. Độ đàn hồi khá là tốt, phần gót chân có độn lên. Rồi bây giờ mình sẽ thử đánh dấu cái ổ này là mốc, rồi xỏ thử cái miếng đệm gót này vào, xỏ thêm một lớp tất nữa như bình thường. Rồi giờ thì đo thử xem nào. Các bạn nhìn thấy không, nó cao lên khoảng 3 phân rưỡi đấy. Dấu ở trong tất cởi giày cũng không bị lộ. Tuy nhiên là lúc mới dùng cảm giác đi nó không quen lắm, hơi cộm chân, chưa một điểm. Phải đi lại một lúc thì bắt đầu mới quen dần. Độn quả này cũng vẫn đi giày được. Xỏ tất mang thêm đôi giày vào nữa là cũng bốc được thêm khá chiều cao đấy. Tuy nhiên là màu trắng này rất dễ bám bẩn, mặc dù rửa là nó sẽ sạch nhưng mà mình vẫn thích, chưa một điểm. Ngoài màu trắng thì có thể dùng màu da nó đỡ bám bẩn hơn nha. Tổng kết lại 8. Ok các bạn ơi. Có nên thử pháo hoa không tiếng của Bộ Quốc phòng? Phải thử mới được. Nhìn này, Pit ơi, mua pháo hoa đi. Trợ lý Pit sẽ lên đường đi mua pháo hoa. Đến rồi, cửa hàng bán pháo, họ đưa cho một cái menu các loại pháo, nhiều loại thế nhở. Sau một hồi tìm kiếm, Pit đã mua được pháo hoa. Về thôi. Đây rồi, loại đầu tiên là ống phun nước bạc, một túi này có 5 ống. Mình sẽ đốt thử một ống lên cho các bạn xem nhá. Lùi lại một tí nào, lên. Cái này là dạng kiểu ống phun đấy, nó phun cao khoảng 1m6 gì đó, đom đóm bay các kiểu khá là vui mắt. Tiếp theo là cánh hoa xoay, nhìn nó như kiểu ngôi nhà có 3 ống khói. Đây là cái chân đế, lắp vào là xoay tít mù luôn. Đốt thử luôn một cái cho xem đây này. Đốt lên nó sẽ phun rồi tự xoay vòng tròn như thế này. Tuy nhiên là phun hơi thấp. Tiếp theo là thác nước bạc, nó
là cả một cái dây dài để treo lên thành một hàng. Loại này dùng pin để kích nổ, đốt luôn cho anh em xem này. Đấy, lên rồi. Nó sẽ chảy xuống thành một cái dây dài nhìn như một cái thác nước luôn. Giờ thì hiểu vì sao nó có tên là thác nước bạc rồi. Nó cũng kiểu kêu rào rào như là thác nước chảy. Đốt lại cho anh em xem phát nữa này. Lên, anh sang chơi loa. Tuy là không có tiếng nổ nhưng mà nhìn cũng khá là vui mắt. Cái loại pháo này thì không bị cấm, Tết mang về đốt chơi cho đỡ buồn cũng được. Có nên dùng bản phím cơ phát sáng rẻ nhất Shopee? Phải thử mới được. Như này này thì rẻ nhất này. Pin này ra xử lý nó đi pin này. Ok đây rồi, để xem nào. Dạo này các shop tỉnh đòn thế nhở, có màu hồng luôn này. Thôi được rồi, cộng 0.5 điểm. Yes. Nhưng mà liệu đây có phải phím cơ thật không? Để kiểm tra thử xem nào. Ê trời, blue switch hẳn hoi luôn cơ mà. Đúng là bàn phím cơ thật rồi. Nhưng mà sao nó rẻ thế nhở? Khó hiểu thật sự. Nhưng mà thôi không sao, rẻ mà được phím cơ này là hơi bị thơm đấy. Và đặc biệt là nó còn có thể phát sáng nữa cơ. Trang bị đèn led rainbow có thể điều chỉnh các chế độ sáng. Tuy nhiên con này không thể điều chỉnh màu cho từng phím đơn lẻ được. Trừ một điểm, có một thứ duy nhất mà chỉ bàn phím cơ mới có, đó là cảm giác thỏa mãn khi gõ phím. Ôi trời, nghe nó sướng dã man luôn ý. Đúng là dùng phím cơ vẫn cứ là thích nhất. Có quả này thì tha hồ mà múa quạt. À nhầm, không phải múa quạt mà là múa phím. Anh hùng gõ phím bình thiên hạ, gánh vác trên vai cả giang sơn. Có trong tay thượng phương bảo phím, cân luôn mọi loại kéo be thổ gỗ nhơn hả bưởi. Bình thường mình dùng con bàn phím giả cơ nhìn nó hèn quá, chuyển sang dùng con này thấy màu mè ớt snack hẳn luôn. Đấy, nhìn xịn nó phết đi chứ đùa đâu. Tổng kết lại 9.5/10, ok nha các bạn ơi. Có nên dùng đồ chơi ô tô chạy theo nét bút vẽ? Phải thử mới biết được. Như này, cái này có vẻ hay à nha. Pit ơi, ra mở đồ chơi mới Pit ơi. Ok rồi, cảm ơn Pit nha. Ở trong hộp có sẵn một cái bút dạ. Còn đây là cái xe ô tô. À mà khoan đã, đây không phải là xe ô tô mà nó là xe tăng. Chất chơi người rơi thật sự luôn. Bánh xe này bằng cao su nha, chạy bằng pin nha. Cái loại bé bé này này, công tắc của nó ở bên dưới, bật lên để cho nó chạy. Đấy, không phải là vẽ đường cho hươu chạy. Giờ mình thử vẽ đường cho xe tăng chạy xem có được không. Ai cha, nó chạy theo thật này các bạn ơi. Đấy, thú vị ra phát đi nhỉ. Cứ vẽ nó ra xong rồi để lên là nó cứ chạy quanh cái vòng tròn này thôi. Tuy nhiên là với những cái đường đi rích rắc ngoằn ngoèo thì nó sẽ không thể theo được đâu. Trừ một điểm. Thế nên là nếu có vẽ đường cho xe tăng chạy thì vẽ cái đường đơn giản thôi nó mới đi được nha. Và phải vẽ bằng cái bút của nó, dùng cái bút khác để vẽ đường là nó không đi theo đâu. Trừ 2 điểm. Nhưng mà phải công nhận là chơi cái này rất vui nha. Vẽ hình ra cho nó chạy thú vị phết. Tổng kết lại với mình là 7/10. Còn các bạn thì sao? Có nên dùng sạc 5.3 đầu siêu hút? Phải thử mới biết được. Như này, Pit ơi, ra làm việc đi Pit ơi. Ok rồi, cảm ơn Pit nha. Sạc 5.3 đầu siêu hút, dây đỏ với cả dây đen. Thế mà lại không chen cho tí màu hồng. Chưa nửa điểm. Nhưng đổi lại là được bọc dù chống gió tốt, rất bền và cũng rất là mặn mẻ mặn mẻ. Và đúng như cái tên của nó, có 3 đầu. Quái vật 3 đầu sạc đủ loại máy. Micro USB, Lightning và Type C. Đa dụng, cần loại nào cắm đầu đấy. Phần cáp có 500 để hút các đầu sạc. Đầu sạc rời để luôn ở điện thoại cho nó tiện. Dành cho những ai lười giống như mình, thích sạc pin kiểu dân chơi. Tiểu A phẩy tay là sạc, chúa tể sạc pin, chuyên gia đẩy máy. Ông hoàng 500. Mà cái ông nhỏ này cũng gọi là có sức hút đấy. Hút cũng chắc gớm đấy chứ đùa đâu. Tuy nhiên là vì 500 hút tương đối khỏe nên thi thoảng nó sẽ hút nhầm một số cái, chứ không phải 5 điểm. Có một cái ưu điểm rất là hay, đó là phần đầu sạc xoay thoải mái không sợ bị gãy gập giống như sạc bình thường. Tuy nhiên là cũng có nhược điểm, đó là khi nhét vào trong túi mà không để ý thì cái phần đầu dây này có thể bị gập xuống, chỗ này nó rời ra và sạc sẽ không vào, chứ không phải 5 điểm. Nhưng mà không sao, vì chơi được kiểu chuyên gia liêm ấy, chúa tể sạc pin tiện lợi như thế này là đẳng cấp rồi. Tổng kết lại 8.5/10, ok nha các bạn ơi. Có nên dùng máy xay mini khỏe nhất Shopee? Phải thử mới được. Như này, nghe có vẻ hư cấu quá nhở. Và đây là trợ lý Pit, Pit sẽ giúp mình mở cái hộp này. Ok rồi, cảm ơn Pit nha. Đúng là mini thật các bạn ạ, nhìn nó bé tí, không biết là có xay nổi không đây. Tháo giờ ra được hết này, nhìn kiểu này thì chắc là không khỏe được rồi. Nhưng mà quảng cáo thì bảo là xay được cả đá thịt cá các kiểu luôn, nhưng đấy là quảng cáo, còn thực tế thì đây, thả thử mấy viên đá vào để xem nó xay kiểu gì. Nói thật là mình cũng không kỳ vọng quá nhiều vào cái máy xay này đâu, thử cho nó biết thôi, chứ thật ra thì nó xay được thật này. Ảo thế nhở, mịn luôn này. Để thử lại xem nào. Ảo thật đấy, chẳng lẽ cái máy rẻ tiền này mà lại khỏe thế á? Vô lý, không thể nào mà như úi giời. Thôi hình như là nó khỏe thật đấy, không phải khỏe đùa đâu các bạn ạ. Thấy giá nó rẻ như bán đồng nát, cứ tưởng đồ đẻo, hóa ra xịn đắp phát đấy, đùa đâu. Hay là tại vì nhờ sơn màu hồng cho nên nó mới khỏe được như thế nhỉ? Các ông thấy chưa? Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của màu hồng. Để con này trong bếp cũng được việc ra phát đấy nhá. Xay gia vị lạc vừng các kiểu, xay được cả thịt luôn nữa nha. Nhà bạn nào mà nuôi mèo giống như mình mang về để xay pate hơi bị ok. Tuy nhiên là mình thấy con này nó hơi bé, không thể xay nhiều một lúc được, mà phải chia ra mỗi lần xay một ít. Trừ điểm. À mà khoan, nó là máy xay mini mà nhỉ? Thôi từ hôm nay tự nhiên mệt quá không chấm điểm nữa. Có nên thử đặt sô-cô-la trên Shopee? Sô-cô-la? Phải thử mới được như này. Úi trời, phải nói thật đây là đầu tiên mình đặt sô-cô-la trên Shopee ấy. Không biết là nó có ra cái gì không đây. Lướt thấy nhiều quá trời, không biết chọn loại nào. Thế là mình quyết định đặt hết mỗi loại một ít về ăn cho nó biết mùi luôn. Tình hình là hôm nay biết sẽ phải mở nhiều túi ấy, nên tí nữa mình sẽ cho biết ăn kẹo cùng nha. Và đây là loại đầu tiên, sô-cô-la đen. Đạc đạc đạc, sô-cô-la không đường dành cho những người can trường. Cái này thì thích hợp với ai chơi hại giảm cân này. Các bạn nhìn vào cái tỷ lệ phần trăm này, phần trăm cacao càng cao sô-cô-la càng đắng. Đắng thật đấy, nhưng mà làm sao đắng bằng bị rút từ chối được. À mình phát hiện ra là ăn đạc sô-cô-la làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn thì phải. Còn nếu không thích vị đắng có thể chơi loại này. Loại này thì khỏi chơi luôn, có rất nhiều vị khác nhau. Ví dụ đây là vị bánh cookie, màu nâu là bánh sốt phô mai, màu xanh này là vị dừa, màu đỏ hạt cacao, màu tím là nho khô và màu hồng là hạnh nhân. Loại này thì ăn cực kỳ cuốn luôn, ngon còn hơn cả cà rút. Ngày xưa sô cô la đắt lắm, mình không dám ăn nhiều. Giờ thì sô cô la rẻ rồi, ước mơ ngập trong sô cô la của tôi cuối cùng cũng đã thành hiện thực, ngon không thể cưỡng lại luôn. Lại còn có cả màu hồng nữa, ngon đến nói quên cả cà rút là ai luôn. Trừ 0.5 điểm. Xin lỗi cà rút nha. Tổng kết lại 9.5/10, ok nha các bạn ơi. Ông ơi, em người yêu chê tôi có mùi thì phải làm sao? Gì thế này, tư vấn tình cảm à?
Nhưng mà đàn ông có mùi là dở rồi. Thôi được rồi, mách nhỏ cho em cái này nhá, nhưng mà phải thử mới biết được. Nhìn này, dẫu biết là yêu nhau thì phải chấp nhận những cái khuyết điểm của nhau. Thế nhưng nếu mà do mùi quá là chị em cũng sẽ ngại thôi nha. Nên là anh em mình phải biết chăm sóc cho bản thân mình một tí. Đây là bọt vệ sinh dành cho nam giới. Hình con cá voi đang ngoi trên mặt nước. Và như các bạn đã biết, cá voi là loài to và dài nhất đại dương. Lại còn biết cả phun nước. Cái loại này giúp làm sạch và khử mồ hôi rất là tốt. Cách dùng thì rất đơn giản thôi, lắc đều trước khi sử dụng, sau đó thì xịt ra tay. Đây, cái loại này thì có dạng bọt nha. Tùy theo cỡ tay của từng người, ông nào tay to xịt nhiều, ông nào tay vừa xịt vừa. Muốn đổi gió có thể nhờ người yêu rửa tay hộ cũng được. Độ pH của nó phù hợp với vùng da nhạy cảm. Sau khi dùng xong nó sẽ được dưỡng ẩm chứ không bị khô da giống như xà bông bình thường. Mùi thơm rất là đàn ông, rất là tự nhiên chứ không bị nồng nặc giống như là xịt nước hoa đâu. Nó có hai loại, hai mùi hương để cho anh em lựa chọn. Dùng hàng ngày sau khi tắm xong sẽ giúp hạn chế nấm và vi khuẩn gây mùi. Các bạn nữ có thể nghiên cứu cái này cho người yêu dùng nhá. Rất manly và cuốn hút. Tuy nhiên là nó không có bọt màu hồng, trừ 0.5 điểm. Tổng kết lại vẫn chưa thể được 10 đâu nha.